Mến chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt tại nhà của anh Sự ở quận Gò Vấp, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số phôi mai ha, nhiều dáng thế nè quý vị. Đó, đế thì biết luôn ha, giá rất mềm, chỉ có vài trăm thôi. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Sự ha, lắc lượng rồi dán trực ha, đế một bể luôn. Thôi chào anh, chào anh Tâm nha, dạ. Chào cô chú anh chị em chuẩn bị nấu nước. Nam vô lưu với cô chú anh chị mình là 30 cây mai phôi tiếp tục ha. Dạ. Thì nay cũng xả lỗi cô chú anh chị mình ha. Mong cô chú anh em xem clip ủng hộ cho em. Thì cũng ngày mới chúc cô chú anh chị em mình được mình được nhiều sức khỏe nha. Rồi em vô tiếp theo là mã số 31 là mã số B nha cô chú anh chị mình ơi. B31 ha. B31. Dạ, tại cái lô mai này từ 1 cho tới số 90 em sẽ quay 3 clip luôn. Dạ. Thì sẽ em là cô chú anh chị em đặt cái số máy thì nhớ kèm những cái mã B. Dạ. Mã B mà em cứ để sợ trùng mấy clip trước cũng có 1 2 rồi đó. Rồi em không có để B á. Dạ. Thì giờ sẽ vô B ha. Cô chú anh chị em xem nhớ cho mấy cái B là được rồi. Dạ. Rồi, thì vô mã số B31 rồi cô chú. Rồi, B31. Cái này quá đẹp rồi cô chú ơi. Rồi, hoành thân vị trí là 27 nha cô chú. Dạ. 27. Qua số cái cũ chỗ này này, cũ 45 ha. Bộ đế đặc của nó là 59. Cái này quá sức rồi. Hoành ha, ủa chiều sổ nó 2 tắc 2 cô chú. Rồi. Xuống tới cũ mình là 55 ha. Cây này nè, để em coi có gì không. Không. Cái này thì nó bị cái cây người ta gắn vô dày không sao hết ha. Dạ. Cái tay cành này nó bị ngay chỗ này miếng dày thì có không sao hết. Không nó đổi hết nha cô chú. Để em coi có gì không. Có gì báo rồi, xanh chành không sao ha. Dạ. Rồi, bình thường có gì báo liền. Cây này rất đẹp không cô chú. Qua tà nội đế nè, cô chú anh chị mình thích chơi nội đế đặt thì vô cây này ha. Rồi, mã số B31 vô luôn cô chú, giá là 1 triệu 2 ha. Rồi, 1 triệu 2. Cực đẹp cô chú ơi, qua sức nội đế khủng luôn. Rồi B32. Rồi lô mai này thì nhựa ngon lành hết cô chú ơi. Mình về mình là trồng thoải mái ha. Không còn cực khổ vì chăm sóc đâu. Hoành 25. Cái cũ là 235 ha. Rồi. Đó, cây này đây nó có miếng cái này. Để em báo cô chú cho mình. Rồi chiều cao nó 60. Đây, nó có chỉ có miếng dăm cho này thôi ha. Về mình cải mà này nó liền rồi sao đây? Nó liền luôn rồi. Còn chút xíu chạy cải này ra miếng ha. Đây, tay cành đều ha. Đó nhựa lên đầy hết. B32. Rồi Zalo của chúng chỉ giá là 450 ha. Cây này quá đẹp cô chú ơi. Dáng thế đẹp ghê luôn. Rồi một cây này. B33. B33. Hoành 25. Cái cũ chỗ này là 31 ha. Cũ này quái nè. Rồi chiều cam lấy 1 m, tay cành đều rang. Đó là lên nhựa là lên tược nhẹ ráo này cô chú, búng tược ráo ha. Ừ. Nhựa mạnh ha. Nhựa mạnh ráo này. Ngon lành. Rồi B33. Này có 62 cục chỗ này nha, tại đó nó mọc mấy tượng chỗ này nè. Hai cái sừng. Rồi bán cô chú anh chị cây này 400 thôi. Rồi, 400. Quá là tàn rất đẹp ha. To với nhỏ. Ừ. Rồi B34. Hoành thân là 24 ha. Quá sức cái cũ vậy nè. 36. Dạ. Cũ 36 ha. Rồi chiều cao đó là 39 tấc 7 cô chú. Rồi. Đóng đu ha, cây này cũng là cái đóng kiểu thú nè. Tại thứ cái rễ một cây sậy lên luôn nè, kèm theo bán thêm một cây sậy nữa ha, kèm theo cô chú anh chị mình luôn đó. Rồi giao luôn cô chú giá là 500k ha. Nguyên thú thì có 500k luôn cô chú ơi. Nay em xả láng cô chú anh chị mình luôn đó, mà xả lẩu luôn, lẩu nặng luôn cô chú ơi. Rồi B35. Đó, nhựa nào nhựa đầy cái ráo rồi. Lâu này nói chung em bứng nhiều giờ, cái về mình để lâu quá nó lên nhựa hết rồi. Em đo ngay chỗ lửa này cái đi, 23 nè. Rồi. Cây này quái vậy nha, chỗ này 28 nè. Là chỗ này tới 37 nè, quá sức cái này không. Rồi bị lửa chỗ này ha cô chú. Dạ. Đây em cũng đi keo em, có thời gian mấy cây này em kinh đi keo hết rồi. Đường kéo liền ha. Đó, cây này đế thì quái nè. Đó, chú tham khảo cái này đi. Rồi, Zalo cô chú giá là chỉ có 300 thôi. Ơi, 300. Đó, 300k là quá phê ha. Cực lực nè. Cứ gãi sao nào. Bán cái này luôn hả? Rồi chơi luôn đi, lỡ rồi. Lên rồi. B36. Một em thú này quá dữ, hoành thân 29. Dạ. Còn cái cũ của nó em đo cái cũ dòng cái này thôi nè cô chú. B53. À. Một con ếch. Này em tính để cái này em ghép chơi ha. Thôi mà kệ, lên lỡ lên đây. Này em quên dặn, lên chơi luôn. 4 tắc 8 nè cô chú. Dạ. Đó từ đuôi ra tới sau là 4 tắc 8 nè. Cái này nội đế dữ dằn lắm. Hết thân nội đế này ha, cái này dữ dằn lắm nha. Cũ nè. Em tính để cái thú này ghép chơi. Kệ lên đây, bán luôn. Rồi Zalo cô chú chi cây này là giá 800k ha. 800k. Quá sức cây này luôn rồi. Rồi tiếp tục B37. B37.
Rửa mạnh luôn. Đó, nói chung hàng này là em chưa có rửa ráy nha cô chú. Hoành 26. Rồi. Cái cũ là 30. Nó đóng nguyên thú luôn kìa. Chiều cao là 79 nha. Này lên xù nha cô chú. Nào xù, báo xù của chú này, lên xù vậy nè. Lên về về ha. Lúc này lên xù. Nó lên cục cục rồi cô chú ơi, nó bể cho này nó ráo nứt rồi. Có về về ha. Đó, này về. Cái dáng cực đẹp nha cô chú ơi. Cây này phải nói dáng cực phê, đế mà đóng đẹp nè. Rồi giao lưu cô chú giá 700k ha. 700k cho B 37 nha cô chú. B37 ha. Rồi B38. Rồi mấy cái này cô chú anh chị em về cắt lùng xuống ghép đi ha. Tại ta cành không được đẹp. Hoành tăng 25. Rồi. Cái cũ này là 32 đó luôn, nào có cũ nha cô chú. Anh tính như chỗ này cho cô chú anh chị em ghép thôi. 2 tắc 3. Đó, lấy ghép lấy bộ đế này chơi cũng được ha. Để bán cô chú anh chị mình giá rẻ rẻ cô chú anh chị em. Rồi cái này giao lưu cô chú giá là 350 ha. Rồi 350 thôi. 350 cô chú ơi. Rồi nói chung hàng này thì em bán cô chú anh chị mình hợp nhãn cái nào ủng hộ cái đó chứ giờ hết bớt nổi cô chú ơi. Hết bớt được rồi. Cô chú anh chị mình bắt mấy cây cũng được ha. Người 3-4 cây anh em bắt người 3-4 cây, 5-6 cây em cũng không bớt được ha. Bán thẳng giá luôn. Rồi hoành 21. Cụ đặt em chỗ này là 44 ha. Đó, cây này dán tuyệt vời luôn đây. Rồi B39 nè, cây này dán lắc cực đẹp ha cô chú. Rồi giao lưu cô chú giá là 350 luôn ha. Rồi 350 ha. Ừ, 350. Quá đẹp. Đế vậy không đó. Rồi nó mạnh như súng luôn. Nó làm đế là cái bỏ nằm tổng tới nay chưa ra ra cái đế lên quá trời. Rồi hoành 28 nha cô chú. Vị trí này 28 nha. Còn cái cũ của nó. Rồi cho chính xác. Cái cũ của nó đây là 41 đúng nha cô chú. Cũ lớn vậy đó. Rồi chiều cao nó là 84 nha. Rồi B40 nha cô chú. B40 ha. Đó, qua tà nhựa đóng vậy. Cô chú mình em về muốn ghép ghép ha, ghép liền bình thường. Rồi cái này về mình là chỉ biết lấy đất ra là trồng thôi ha, không cần săn sóc gì nhiều, trồng tưới kích rễ giùm em cái là đi làm thoải mái đi. Đó, rồi hoành thân lớn của chú anh chị em, giá 750 của chú luôn. 750. Đó. Giờ cái này chơi đổ được nha. Nhiều dáng thế nè. À, cái này nhiều dáng thế lắm nè, quất đổ này quái nha, cái này đổ quái nè. Này nó có gì không? Rồi để em chút xíu em báo cái này một cái. Em mò đụng đồ đụng đụng rồi. Hoành 20. Rồi. Cái cũ mình là 39 nè, có cũ rất đẹp ha. Rồi cái này muốn chơi dáng gì chơi ha. Rồi, này chờ tầm đổ đẹp đi. Đây. Đổ quái nè. À. Cái này bị gì chỗ này? À nó bị đường chỗ này nè cô chú mà không sao. Nè. Cây mình vẫn khỏe mạnh bình thường, về tha keo vô giùm em ha. Đó, bung tượng ngon lành đàng hoàng. Rồi 3 sỉ thôi. Rồi, 3 sỉ. 300k thôi cô chú ơi. Rồi một cây mang quái. B42. Cây này cực kỳ phê nha. Hoành thân là 22. Yếu chút xíu nha cô chú. Yếu chút xíu, nào yếu em nói yếu. Từ giai đế này qua tới giai đế này là 4 tắc 9 nè. Trời ơi, cây này quái cây nha. Cây trồng dưới hộp sồi được cô chú ơi, 4 tắc 8. Ừ, cây này lắc quái đẹp nè. Cây này đúng hàng quái nè. Rồi 700k. Rồi 700. Trời ơi, mã số vậy mà 700k quá đẹp luôn. Mã số 42. Cây rất đẹp luôn. Cái đó trồng dưới hộp sồi mới được. Rồi 43, B43. Hoành thân 24. Cái cũ chỗ này là 40 ha. Này để đặt nha cô chú. Để đặt chỗ này là 58 nè. Cái này sao đây ta? Để em coi chính xác đi cô chú ơi. Tới đây xanh xanh nè. Thôi về tức nghe em gọi là lỗ đi nha cô chú. Ở đây bị miếng nè. Đây miếng nè. Nhưng mà cây mình vẫn khỏe mạnh cô chú. Thì thấy lên tuột cái này ha. Đó nhựa lên cái này thì cây mình không sao. Không phải gọi là chết nha. Nhưng bị lỗ thì giờ anh em mình tha keo giùm em. Những cái này em bán rẻ của chú chị Minh em. Rồi 450. À 400. Quá tại bộ đế giờ 450 luôn. Rồi một cây này cây da me ha. Nó cũng bị miếng này chứ miếng à. Dạ sần sùi ha. Ừ. Rồi em đo vị trí này nha cô chú. Vị trí này là 27 nè. Ha. Rồi cái cũ. 42. À, mã số B44 nha cô chú. 44 ha. Ừ. Cái này là gọi là xù da me luôn á. Trong cái này là xù da me hết cây luôn cô chú ơi. B44. Rồi Zalo cô chú anh chị giá là 500k ha. À, 500. 500. Đế đẹp luôn, bao đế đẹp của chú anh chị mình luôn. Rồi tới cái này cô chú anh chị mình về nuôi tay cành đẹp nha, tại cái cành này nó nhạo đẹp nè. Thì nó bị này em cũng bán rẻ cô chú anh chị mình nè. Đó, lũa nhưng mà
không mục nha, nào mục là em sẽ đục bỏ hết. Rồi hoành 23 mà khỏi có cũ chà bá nữa rồi, khỏi đo luôn. Chiều cao nó là 89 nha, 98 nha. Rồi cô chú anh chị mình lấy tay cành gì mình về mình nuôi tàn chơi luôn nha. Lên nhựa đó rồi đây. Rồi cái này giao lưu cô chú giá là 300 thôi. Rồi 300. Rồi đi phí ship hết xỉ mấy rồi. Lỗ rồi cô chú ơi, lỗ rồi. Mình to là lực cây. Ừ. Cái này chưa cắt tỉa nha cô chú. Tại bữa em bữa giờ còn số em làm đế nhưng mà em chưa cắt ha. Trời ơi cây này quá sức rồi. Đầu lật cái này đây. Hoành chỗ này là 30 nè ha. Nhất chỗ này chút xíu là 32 nè. Chỗ này 38 nè. Trời ơi cái này dữ vậy. 48. Nó đóng một nguyên một dãy như con thú luôn. Cây này cực phê, cây này mình không chơi cao cái này. Cắt đâu đây đi, mình chơi kiểu con thú này đi. Nói chung cắt cho này ghép là ngon lành nhất nè. Đúng không? Ngàn thú rồi, nồi đế mình hết thân. Mình qua tổng nồi đế cho mình cái đặt cho này cái nha cô chú. 62. Đóng nguyên nhà đu xuống đẹp cực kỳ cái này ha. Ừ cái này bị cho này nữa Phan, để em kiểm cái tra cái đi. Đúng rồi. Bị tóc miếng da. Rồi ở này cái này không sao. Tóc miếng da cho này không sao. Đó một khối đặc nha cô chú. Đó. Thì miếng da đó thì cái cây đẹp vậy thì em sẽ bán cô chú anh giá chỉ có 1 triệu thôi. Thôi 1 triệu thôi. Quá sức cái vàng này nè. Đó. Rồi B 47 một con thú ha. B47 này em thú rồi cô chú ơi. Rồi quần em cái này 25 ha. Rồi. Còn thú này thôi khỏi đo luôn, bây giờ đo con thú dài vậy đi. Đây đi. Xuống tới cái đuôi nó là 3 tấc 9 thôi. Cái này nó nghiêng thì mình sẽ về mình trồng lắp này xuống cô chú. Dạ. Yeah. Mình trồng cái giật nó là lắp này xuống, đưa này lên thì nó sẽ bằng thú mình bằng ngay lại ha. Cái này cực đẹp, đã nó cái dáng thế nó nằm vậy rồi. Rồi thú này giao luôn con giá là 600 thôi. Rồi, 600. Một em thú này ghép cực đẹp luôn nha cô chú. Rồi tiếp tục là B48. Một cây dáng bay ha. Cây này bộ đế rất đẹp. Rồi hoành 29. Cái chỗ này là 34 nha cô chú. Chỗ này là 43. Rồi. Rồi cái này đế xuống đế cái này, rồi đế đặt cái nó cái này 76. Nơm của nó là 2 tấc 6 nha cô chú. Rồi này nguyên một dáng bay ha. Này mình lấy bay nó tầm khoảng 8 tấc thôi. Cây này phải nó bộ đế cực đẹp nè. Lấy nơm cực đẹp luôn cô chú. B48 cho lô cô chú chính giá là 900k ha. Giá mềm luôn. Quá rẻ luôn cô chú ơi. Hàng này cô chú không chị em không chốt rồi, thua luôn á, thiệt luôn á. Không mang lẻ mấy lô này. Rồi hoành 25. Cái cũ này 30 nha cô chú. Khúc đặt cái này là 46 ha. Để nào đây là đóng mấy giờ này đẹp quá. 95 cao. Là B49 nha. Nó tham khảo những cái này nha cô chú. Phải là mấy cái này đẹp lắm nè. Nào đẹp báo đẹp của chú anh chị nha. Chân cẳng nồi đế thì rất đẹp cái này nè. Rồi giao lưu cô chú với giá là 750 cái này ha. 750. Đó. Rất phê luôn. B49. Rồi tiếp tục B50. Rồi hoành 21. Rồi bộ đế nè. Đu nó dài xuống tới đây cô chú. 31. Rồi. Sen. Khối đế ha. Chiều cao lên tới đây là 56 ha. Nó bị thẹo miếng cái này nè cô chú. Rồi. Không sao ha, bình thường nó cũng xanh chành vậy nè đó, nó có bị miếng chết xíu đó thôi. Rồi mã số B50 giao lưu của chính giá là 500 ha. 500k đế quá trời đế luôn. Rồi B51 tược mạnh quá là ngon này. Hoành thân là 21. Rồi. Cái cũ chỗ này đặt cái chỗ này là 42 cô chú. Rồi chiều cam lấy cái chừng 5 tắc thôi. Này bộ đế quá phê nè. Rồi Zalo cô chú chỉ giá là 450 ha. 450. Hợp nhãn cái nào thì ủng hộ cái đó nha cô chú anh chị mình ơi. Dạng này em hết bớt được ha. Lắc lưỡi. À, cây này mà lắc cực đẹp ha. Cây này phải là trực lắc phê nè cô chú ơi. Chút xíu anh Tâm quay cho anh em mình coi cái lắc rất đẹp. Dạ. Rồi hoành 24 ha. Rồi nguyên nhận đế nó quái, cực kỳ là quái nè. Nó không thua dụng thú ha. Như cái dáng lắc của nó là cực phê. Cái trực mà dán lắc phê lắm à. Cái này dâm dâm chỗ này không sao hay bình thường của chú. Đó. Này bị tóc cái vàng này thôi không sao, nó bung vậy như ta dư đạm mất. Bung cái da vậy nè. Mà nó không có lũa, nó bung mà bung không phải của lũa nha cô chú. Đó, cái dán lắc phê ha. Bẻ rất đẹp cái trực lắc nè. Rồi giao lưu cô chú với giá là 700 ha. Rồi, 700. 700.
Rồi tới B53. Rồi, cây dày mà nó bị miếng cái này nữa nè. 27, gần 28, tính 27 nè, 28 luôn nè. Tính 27 thôi. Cũ là 46. Qua wow, đế nè. Rồi chiều cao xuống đây là 82 ha. Đó, bị lúa kệ em bán cho cô chú anh chị mình chơi ha. Về mình tha keo cho vẫn chơi bình thường cho cô chú. Đó, cây mình vẫn khỏe mạnh. Rồi giao lưu của chính giá là 500 thôi. 500. Chà bá lửa có 500k luôn. Cây này còn nè, cây này đẹp nè, bữa hôm tả giá bán không được. Lực cây. Lùng lực lắm. Cây này quá trời đẹp. Hoành 21 cô chú. Cái cũ này rất đẹp, cái cũ 31 nè. Còn khúc đặt cho này cái nè, đặt cho này cái là 51 nè, cây này phụ đế đẹp cực kỳ luôn, chỉ sổ nè. Cây này đóng bo vô thì quá hết ý cái này ha. Đó, mã số 54 giao lưu của chính giá là 500 luôn ha. 500. Đó, 500k luôn. Chung cái đó bữa 600 lần cô chú ơi, mà trả 400 em bán không được. Rồi B55. Hoành 27. Ôi cái cũ của nó nè. 46 cái cũ. Đã không? Chiều cao 48. Rồi nhựa đầy cứng ngắc luôn. Rồi B55 cô chú. Cây này thì nó cũng nó dầm tờ lơi nè cô chú ơi, đây nè. Da nó cũng dư dư đạm rồi, nứt nứt chút đỉnh nha. Đó, vậy thì giao luôn cô rẻ của chú anh chị mình giá về chơi ha. Rồi giao luôn cô chú giá 500 ha. Rồi 500. Cũ nào nấy. Rồi, nay em xả lỗ luôn. B56. Hoành thân 28. Trời ơi cũ. 47 cũ. Đó, thân cái cũ luôn. Ừ, cái này như mấy cái này mình em không bán này đi. Em chỉ bán cô chú anh chị về cắt khúc này ghép thôi ha. Muốn để nhưng mà vẫn sống bình thường, về cắt cái này chơi cái cũ. Quá tại cũ của chú ơi. Rồi 600k luôn. Rồi, nó 600. Bán ghẻ làng cô chú anh chị mình không ha. Cây này quái nè. Cây này cây cũ cũ quái nè. Về mình ghép thằng này đẹp nha cô chú. Hoành 25. Nè cái cũ nó hai cũ nha cô chú, cái cũ chỗ này là 35 nè. Còn đóng cái cũ chéo của nó rất đẹp cái này nè. Cũ chéo cái này là 47 nha cô chú. Cực phê cũ nè ha. Đó, mã số B57. Đây cái này có một cặp nè cô chú. Rồi cái này giao lưu của chính giá là 700k ha. 700. Quá sức cái cũ nè. Cũ mà ra thú nha cô chú, cũ mà ra thú luôn. Rồi với cây này cô chú anh chị mình một cặp này nè. Một cặp. Hoành 24. Còn một cái cũ nhỏ trên đây nè, nó 233 nè. Còn đóng cái cũ của nó có đóng cái cũ dòng gì nữa cô chú. Cây này quái dị lắm. Cũ dòng là 47 luôn nữa nè. Đóng dao vòng vậy đó, 47. Cây này phải nó cực kỳ là phê ha, hai cây này nè. Một cặp. Rồi giao lưu cô chú giá là 600k luôn. Rồi, đó, một cặp này chỉ có 1,3 triệu thôi, cây này hai cặp này về ghép phê luôn cô chú. Rồi mã số B59 nè. Đế đẹp quá đây. Hoành 25. Cái cũ về 36 rồi cô chú. Còn đặt em nói chỗ này là 51 nè. Chiều cao xuống tới đây là 57 ha. Đó, vừa đế vừa cũ cái này sao chịu nổi. Rồi 500k luôn cô chú ơi. 500. Quá đẹp, 500k luôn, đế về có 500k luôn. Rồi. Một cây này giờ mình cắt xuống đây đi. Đây. Đó, chơi mà em thú qua đầu ha. Không chơi đây, chơi cắt đây đi. Đó, chúc em xử cái này luôn nha. Em bán khúc đây thôi nha anh em. Đây em tính cho anh em ra một con thú liền. Thú quái liền. Xuống đây là 2 tấc 8 nè. Rồi em sẽ đo cái hoành của nó là 26 ha. Cây này đế không được đẹp nhưng mà nó đóng cái cũ nè, cái cũ nó dữ lắm. Em đo lòn cái cũ của chú anh em tham khảo cái cũ của nó nè. Cũ dòng của nó là 45 nè. Đó tới đây nè. Rồi giao lưu của chú giá chỉ 500k thôi. Đó 500k mà em cắt cái chỗ này nha cô chú. Báo trước là mình không cắt đây không có được đẹp nha. Em sẽ bán ở chỗ này. Đó em sẽ cắt cô chú anh chị mình tham khảo nha. Đó là mã số B60 là mã số cuối cùng nha cô chú. Rồi mong cô chú anh chị em xem cuối clip ủng hộ cho em, chân thành cảm ơn rất nhiều ha. Đó em sẽ cắt cái chỗ này nha. Rồi chơi một em thú lắc đầu cực đẹp luôn. Rồi nay em xả lỗ của chú anh chị em, cô chú anh chị em hợp nhẫn cái nào thì gọi em cái đó. Còn như bớt em không thể nào bớt được nha cô chú. Đó, cô chú anh chị em tỉ chốt 3-4 cây gì cũng một giá thôi nha. Chứ nhiều khi nó anh em nó hỏi tôi chốt số lượng nhiều bớt thì em không còn bớt được nữa. Đó cái này em xả lỗ hết toàn bộ rồi mà anh em chốt số lượng nhiều thì khi em bớt nữa em lỗ nữa em không bán được. Thì mong cô chú anh chị em thông cảm em ha. Chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi, cảm ơn vị đã xem hết video ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.